Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời 12.000 lbs. Tời này có sức lưng là 1 tấn và sức kéo là 5 tấn rưỡi. Chạy điện áp 12V nhé. Một số cái thông số chính thì thứ nhất là điện áp là 12V. Tời này thì có đường kính cáp là 10 mm. Chiều dài cáp là 24 m. Đây là cái bộ dẫn hướng cáp này. Một cái bộ tời tổng tải trọng của cái bộ tời này là 38 kg. Tời thì vẫn bình thường, có điều khiển từ xa, có cáp phụ, bộ điều khiển từ xa và tay cầm điều khiển thường là dài 1,5 m. Đấy. Cái phần này thì là phần xoay để rút cáp bằng tay này. Tốc độ cáp là 6 mét trên 1 phút. Trong cái video này thì mình không có hướng dẫn cho các bạn cái lắp đặt, bởi vì cái này nó cũng đơn giản như cái video khác thôi. Thực tế thì nó cũng rất là dễ, nó theo màu, ví dụ như ở trên này, màu vàng thì đấu màu vàng, màu đỏ đấu màu đỏ và màu đen đấu màu đen, rất là dễ, không có gì khó cả. Đấy. Cái này là bộ chìa khóa cơ. Lúc nào mình dùng thì mình sẽ bật điện nó lên, nó như một cái cầu dao. Đấy, cái này dòng nó lớn cho nên người ta phải dùng cái dòng cầu dao lớn như này. Đấy, đây là bộ dây điện. Nói chung bộ này thì cứ đầy đủ hết, các bạn là cứ mua về là dùng thôi. Đây là tay cầm điều khiển này. Xuống này. Lên này. Đấy. Bộ này thì rất là ngon, chuẩn. Đây. Đây là tời 12V này. 12.000 lb này. Là đơn vị Anh đấy thì xin nhắc lại cho các bạn là cái tời này có sức kéo là 1 tấn, sức lưng là 1 tấn và sức kéo là 5 tấn rưỡi, 5 tấn tư. Đấy. Đầy đủ phụ kiện. Đây là loại dòng thuộc vào dòng to nhất rồi. Một số cái kích thước khác ấy thì em sẽ để ở cuối cùng ở trong cái video này. Còn các cái thông số kỹ thuật của nó là như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để khi có cái video mới ra thì các bạn sẽ được nhận thông báo về cái điện thoại. Mọi giá thành về sản phẩm xin các bạn comment ở dưới hoặc liên hệ qua cái số điện thoại. Số điện thoại đây, 0983 818 955. Cáp 10 mm. Chiều dài cáp là 24 m. Điện áp là 12V này. Có cả loại 24V này. Đấy, rất là đầy đủ phụ kiện. Đồ rất là chất, các bạn nhìn này. Động cơ rất là chuẩn, đẹp.